kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng vàng bóng đá kính thưa quý vị cuộc họp báo trước trận Việt Nam gặp Iraq đã khiến cho mạng xã hội bùng nổ với những phát biểu gay gắt từ phía huấn luyện viên Philippe Troussier trong khoảng 20 phút đầu tiên nhà cầm quân người Pháp chia sẻ bình thường về tình hình lực lượng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam thế nhưng 10 phút cuối cùng ông Philippe Troussier đã phản ứng một cách mạnh mẽ khi nhận câu hỏi lý do vì sao không sử dụng hùng dũng trước Indonesia thì vị huấn luyện viên này trả lời rồi chỉ định phóng viên quốc tế là người sẽ đặt câu hỏi tiếp theo và không tiếp nhận câu hỏi từ phóng viên Việt Nam nữa. Sau cùng, vị huấn luyện viên sinh năm 1955 này nói rằng truyền thông các nước Nhật Bản, Iraq, Qatar vân vân đều thấy rằng chúng tôi đang tiến bộ chỉ trừ mỗi Việt Nam là không nhìn ra thôi. Ở tình huống này thì rõ ràng là ông Philip Treu đã mất bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên ông đối đầu với những lời chỉ trích nhắm vào mình. Trước ngày lên đường dự Asian Cup 2023, ông Philip Troussier đã đưa ra con số là khoảng 80% người hâm mộ không tin tưởng và chờ đợi ông thất bại. Ngôn ngữ cơ thể của ông Philip Troussier cho thấy ông đang phải chịu một áp lực khổng lồ và khi sự dồn nén đạt tới đỉnh điểm thì nó sẽ bộc phát. Việc không tiếp nhận những câu hỏi của truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp ở tại Qatar là một ví dụ điển hình Ông thầy người Pháp đang dựng một rào chắn phòng thủ để bảo vệ đội tuyển Việt Nam khỏi sức ép. Khi được hỏi về màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Thái Lan dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Masatara Ishi, thì ông Philippe Trouzet chỉ nêu ra những chấn thương của đội tuyển Việt Nam và cho rằng sự so sánh là bất hợp lý. Nhưng ở tại kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia, nhiều lần trong các cuộc họp báo, ông Philip rouge cũng chia sẻ về triết lý của mình và khẳng định lối chơi của đội dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm là may mắn, là phụ thuộc vào những pha bóng cố định hay là có ít tình huống mở, đều là những bệnh đề so sánh cả. Lựa chọn và xây dựng một hướng đi mới, chiến lược gia từng lên ngôi ở tại Asian Cup cùng với đội tuyển Nhật Bản cần phải vững tin với triết lý của mình. Đồng thời khi có những chia sẻ gay gắt về đồng nghiệp trước đó, ông cũng sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích hướng vào mình khi mà kết quả không theo như ý muốn. Ông Philip Troussier đã ở Việt Nam đủ lâu để hiểu rõ tình yêu và đam mê bóng đá của người hâm mộ ra sao. Bên cạnh việc truyền tải ý đồ chiến thuật và triết lý cho các cầu thủ, công việc của một huấn luyện viên là chia sẻ thông tin theo tần suất dày đặc qua những buổi họp báo. Trong cả hai điều này, ông Philip Troussier chưa hề cho thấy dấu hiệu tích cực Huấn luyện viên Masatara Ishii đã từng trải qua quãng thời gian thành công ở tại Thái Lan, lên nắm quyền giám đốc kỹ thuật để sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng thay cho ông Mano Polking, là người hiểu rất rõ về bóng đá xứ chùa vàng. Trong cuộc họp báo sau trận hòa với đội tuyển Oman, qua đó nắm được lợi thế lớn để giành vé đi tiếp, huấn luyện viên người Nhật Bản đã chủ động nhắc tới đội trưởng Therathon Bunmathan, dù rằng không có phóng viên nào đề cập đến. Vị huấn luyện viên này đề cao vai trò của Therathon Bunmathan khi mà đạt cột mốc 100 trận cùng với đội tuyển quốc gia một hành động nhận được lời khen của giới truyền thông xứ chùa vàng. Ở điểm này, huấn luyện viên Philip Troussier chưa thể hiện được sự khéo léo như là huấn luyện viên của Thái Lan. Thu mình lại và thể hiện bằng những màn trình diễn ở trên sân, hướng áp lực dư luận vào mình để bảo vệ các học trò là những cách phản ứng khác nhau nhưng đều hướng đến một điều quan trọng nhất đó là kết quả ở trên sân. Khi mà kết quả không tốt thì mọi lời nói đều không có tính thuyết phục ngay cả trong trường hợp đội tuyển việt nam không đặt nặng kết quả và hướng đến một nền tảng vững chắc với lối chơi hiện đại huấn luyện viên trưởng hơn ai hết phải là người vững vàng nhất bởi nếu như ngay cả ông cũng sao động với những chỉ trích thì liệu còn ai tin tưởng đến kế hoạch lâu dài sau này để giành được kết quả tốt trước đội tuyển iraq trong trận đấu chiều hôm nay hay ít nhất là tạo ra những dấu hiệu tích cực cho tương lai trái tim nhiệt huyết của các cầu thủ ở trên sân cần một cái đầu tỉnh táo của người thủ lĩnh ở chân băng ghế nóng Thêm nữa, phản ứng của ông Philip Troussier trong buổi họp báo trước trận Việt Nam gặp Iraq có thể nói là một sự biểu hiện thiếu tích cực. Trong bóng đá, chuyện người hâm mộ kỳ vọng đội nhà thi đấu tốt ở một giải đấu lớn là động lực để cho các cầu thủ cố gắng hết mình. Còn áp lực thì luôn có trong bóng đá. Làm thế nào để biến áp lực trở thành động lực, đó là một phần công việc quan trọng của huấn luyện viên trưởng. Thật tiếc là khi huấn luyện viên Philip Troussier nhìn nhận sự việc sau trận thua Indonesia theo quan điểm là đội vẫn đang tiến bộ. Nhà cầm quân người Pháp còn lấy dẫn chứng là tuyển Việt Nam thua 8 trận ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giống như là một sự so sánh để cho người hâm mộ thấy đội tuyển Việt Nam tiến bộ. Riêng khoản này thì chắc chắn là ông Philippe Truje đã sai. Việt Nam chưa bao giờ chơi tệ như là cách thua trước Indonesia ở Asian Cup 2023. 8 trận thua mà ông Philippe Truje nói ra đều diễn ra trước các đối thủ rất mạnh ở châu Á. Giống như là văn mẫu được ông hay dùng ở trên giấy tờ thì những Trung Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia, Oman đều có thứ hạng cao hơn Việt Nam. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ ràng và phản ứng mạnh mẽ bằng kết quả. Việt Nam để thua Trung Quốc 2-3 thì thắng trở lại 3-1 ở lượt về trên sân Mỹ Đình. Việt Nam thua 0-1 trước Nhật Bản thì hòa 1-1 ở ngay trên sân khách. Đó là những dẫn chứng rõ ràng nhất và không thể chối cãi. Còn nói như ông Philip Truze thì có khác nào chối bỏ trách nhiệm của mình? Hãy nhìn lại cách phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo với người hâm mộ Việt Nam sau chuỗi trận không tốt của tuyển Việt Nam. Ông Park nói trước trận lượt về với đội tuyển Trung Quốc như thế này. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi xin lỗi đã làm người dân thất vọng. Ông Philip Truze đã làm gì sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia? Ông không đặt mình vào suy nghĩ, cảm xúc và nỗi lòng của người hâm mộ. Không hề có một lời xin lỗi, không có sự nhận trách nhiệm và không có sự cầu thị. Bốn chữ tôi nhận trách nhiệm chỉ diễn ra ở cuộc họp báo trước trận gặp đội tuyển Iraq, nhưng cảm nhận lời nói đó theo kiểu cáo gắt hơn là sự chân thành với người hâm mộ Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp nói rằng họ không thấy những gì đội bóng làm được trong 8 tháng qua. Nào hãy cùng xem ông Philip Troussier đã làm được gì cho bóng đá Việt Nam. Việt Nam thua Indonesia từ SEA Games cho đến Asian Cup, lần đầu tiên bị loại ở Asian Cup ngay từ vòng đấu bảng sau hai lần chúng ta đi đến tứ kết tuyển Việt Nam sắp sửa rời khỏi top 100 thế giới, nhận thất bại kỷ lục 0-6 trước Hàn Quốc. Hai trận đấu thống kê buồn là không có nổi một pha dứt điểm. Không có gì cả, chỉ có thất bại và thất vọng. Chẳng lẽ tuyển Việt Nam thua Indonesia thì mọi người không được phê phán mà lại phải khen ngợi hay sao? Khen và chê phải dựa vào kết quả của đội bóng. Việt Nam thua Nhật Bản nhưng có những tín hiệu tích cực thì người hâm mộ và truyền thông cũng đã khen huấn luyện viên Philippe Troussier. Còn thua bạc nhược trước Indonesia và bị loại thì chắc chắn phải chê mọi thứ rất rõ ràng và sòng phẳng với nhà cầm quân người Pháp nên nhớ rằng đây là đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam chứ không phải là đội bóng của riêng ông Philippe Troussier người hâm mộ có quyền bày tỏ cảm xúc và ông Philippe Troussier cần phải lắng nghe họ thay vì là cáu gắt hay là biểu hiện theo cách là tôi không quan tâm bởi ai cũng mong muốn đội tuyển Việt Nam có được thành tích tốt ai cũng kỳ vọng là ông Philippe Troussier sẽ thành công hy vọng nhà cầm quân người Pháp sẽ đón nhận theo cách tích cực hơn và biết cầu thị hơn Tương lai của huấn luyện viên Philip Truze đối với đội tuyển Việt Nam sẽ được quyết định bằng sự phản ứng sau những chỉ trích. Đó là thành tích cần phải tốt lên thay vì hài lòng sau mỗi thất bại. Việt Nam để thua Nhật Bản 2-4, ông Philip Truze nói rằng là rất hài lòng. Việt Nam thua 0-1 trước Indonesia thì ông nói thất vọng về kết quả nhưng vẫn hài lòng với các cầu thủ bởi vì đội đã tiến bộ. Hài lòng được định nghĩa như thế nào đây khi mà tuyển Việt Nam lần đầu tiên bị loại ở Asian Cup và để thua Indonesia 6-7 năm trời? ông philip truze hài lòng còn người hâm mộ thì chắc chắn là không họ thất vọng bởi vì thua bạc nhược trước indonesia đau lòng vì đội nhà bị loại sớm từ vòng bảng về chuyên môn thì ông philip truze có góc nhìn riêng để đánh giá và nhận xét về các cầu thủ đây là công việc của ông nhưng xét về kết quả và mục tiêu thì huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia không thể bỏ ngoài tai ý kiến của dư luận và người hâm mộ thua là thua bị loại sớm có nghĩa là thất bại không thể phản biện với lý lẽ là thua chấp nhận được và bị loại thế nhưng tiến bộ Hãy nhìn huấn luyện viên Mano Polking bị Thái Lan sa thải. Tuyển Thái Lan đã đè ngửa Trung Quốc đã cả trận nhưng lại thua ngược với tỷ số 1-2 trong một ngày trời đổ mưa to ở hiệp 2, sân trơn bóng ướt và bất lợi cho lối đá kiểm soát. Ông Polking cũng không thể lấy hai chức vô địch AFF Cup hay là thứ hạng FIFA chênh lệch của hai đội bóng để làm phao cứu sinh cho mình. Maram Pang và các cộng sự đã dứt khoát sa thải ông, kể cả là Asian Cup 2023 đã đến rất gần bóng đá cần thành tích ngắn hạn chứ không thể lấy cái tương lai ra để biện hộ cho thất bại hiện tại ông philippe truze không thể nói là chỉ cần các cầu thủ và liên đoàn bóng đá việt nam tin tưởng ông niềm tin đó trở nên vô nghĩa nếu như ông không thể đáp lại bằng một kết quả tích cực đúng hơn ông philippe truze không thể giữ ghế nếu như cứ để thua liên tục bởi liên đoàn bóng đá việt nam cần một người chịu trách nhiệm với người hâm mộ ai cũng hiểu là tới lúc giọt nước tràn ly thì phải thí tốt để giữ xe lấy ví dụ là việt nam thua indonesia thì bầu đức đã lên tiếng phản ứng ông chủ của câu lạc bộ hoàng anh gia lai đã nói rằng chúng ta đã thất bại từ sea games cho đến asian cup theo cách buồn nhất tôi nói lại rằng chúng ta phải tỉnh mộng thôi đừng để ông philip druze du ngủ nữa đá với indonesia thua liên tục thì nói gì đến chuyện đi world cup điều đó là không thực tế đó là ý kiến trực diện và rất thực tế bởi vì thua indonesia thì nói về world cup là chuyện không thể thuyết phục được ai Bài học lớn dành cho ông Philip Druze là gì sau phát biểu hôm 20 tháng 1 của bầu Đức? Đó là chuyện huấn luyện viên Miura đã bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải vào hồi cuối tháng 1 năm 2016 và người phản biện liên tục chính là bầu Đức. Ông Philip Druze phải thay đổi, phải hành động bằng cách là chứng minh bằng kết quả sau một năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, ông duy trì sự hài lòng sau thất bại thì kịch bản cay đắng đang chờ đợi ông khi mà bóng đá không thể nói hay mà lại cần kết quả. Nói đến đây thì chắc hẳn là có một số ý kiến cho rằng cần phải kiên nhẫn với ông Philip Druze như là Indonesia đã từng kiên nhẫn với huấn luyện viên Shin tae -yong. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng nên sa thải ngay ông Philip Druze giống như là Thái Lan đã làm với ông Mano Polking. Lý lẽ của nhóm người ủng hộ ông Philip Druze đưa ra là tuyển Indonesia đã thua liên tục Việt Nam, bây giờ thắng được là nhờ họ đã trao niềm tin cho huấn luyện viên Shin tae -yong. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng tư thế và tham vọng của mỗi nền bóng đá là khác nhau. Thử đặt câu hỏi ngược lại mà xem, ông Shin tae -yang đã tạo ra thành tích gì cho đội tuyển Indonesia trong 4 năm qua? Đó là á quân AFF Cup 2020, á quân giải U23 Đông Nam Á 2023, huy chương đồng SEA Games 31. Bóng đá Việt Nam liệu có hài lòng với những thành tích này hay không? Chắc chắn là không rồi. Việt Nam đã hai lần vô địch AFF Cup, hai lần giành huy chương vàng SEA Games, hai chiếc vô địch U23 Đông Nam Á. Tư thế bóng đá Việt Nam không phải chuyện trao niềm tin cho một huấn luyện viên để rồi chờ 3-4 năm sau mới thắng Indonesia. Trận thua 0-1 trước Indonesia ở Asian Cup 2023 được các chuyên gia bóng đá bầu Đức đánh giá là vì chiến thuật, vì cách dùng người của ông Philip Ruse chứ không phải là do năng lực của đội tuyển Việt Nam thua kém đối thủ. Chuyện đánh bại huấn luyện viên Shin Tae yong thì ngay cả huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã từng làm được ở chung kết giải U23 Đông Nam Á năm 2023 huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã hạ Indonesia với những chiến thắng cách biệt. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là đi xa hơn thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tức là vươn ra châu lục chứ không phải quay trở lại với việc tìm chỗ đứng ở bóng đá Đông Nam Á. Ông Philip Truze được lựa chọn với mức lương cao ngất ngưởng vì mục tiêu kể trên và chính ông cũng nói về tham vọng dự World Cup 2026 và Olympic 2024. Tấm gương cho đội tuyển Việt Nam không phải là Indonesia và ông Shin Tae-yong mà hãy nhìn về tuyển Thái Lan, đội bóng đã từng vô địch AFF Cup liên tục nhưng sẵn sàng thay huấn luyện viên mỗi khi cần thiết. Thái Lan muốn vươn mình ra châu lục cho nên họ sa thải ông Mano Polking sau thất bại trước Trung Quốc. Họ hành động rất dứt khoát và quyết liệt để phản ánh tuyển Thái Lan đích thực là hướng về World Cup 2026. Hãy đặt ra một trường hợp cụ thể là tuyển Việt Nam có bao nhiêu cơ hội để thắng được Indonesia nếu như tiếp tục chơi theo cách chơi như hiện tại. Câu hỏi này thực ra là rất quan trọng với tương lai của tuyển Việt Nam bởi thầy trò huấn luyện viên Philip Ruge sẽ tái ngộ với Indonesia ở trong hai trận đấu liên tiếp vào tháng 3 tới. Nếu như thất bại thì Việt Nam sẽ cạn cơ hội đi tiếp ở tại vòng loại World Cup 2026. Bóng đá Việt Nam coi như là kết thúc một chu kỳ vàng của vàng với lứa Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Thanh vân vân. Nên nhớ rằng chúng ta đã mất gần 20 năm để có được thế hệ này bởi vì họ được đào tạo từ khoảng thời gian năm 2007 Bất chấp kết quả thắng hay thua trước đội tuyển Iraq ở trận đấu thủ tục vào chiều hôm nay, tuyển Việt Nam cần có một sự lựa chọn về tương lai cho huấn luyện viên Philip Troussier ngay sau Asian Cup 2023. Nhanh thì còn kịp, chứ không thì đừng có mơ lặp lại thành tích lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.